Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mê Khám Phá. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thiên nhiên đã ban tặng cho các loài động vật một số bộ phận cơ thể để chúng có thể tự vệ, kiếm thức ăn, ví dụ như cặp sừng trông thật ngầu. Thế nhưng đôi khi những bộ phận đó có thể khiến động vật bị thương nặng, thậm chí là đến mức phải mất mạng đấy. Chính xác đó là gì thì các bạn hãy cùng admin tìm hiểu trong video của ngày hôm nay nhé. Những loài động vật có bộ phận cơ thể nguy hiểm nhất có thể tự giết chúng bất cứ lúc nào. 1. Lợn hươu Babirusa. Lợn Babirusa là một trong những loài lợn kỳ lạ nhất thế giới. Theo tiếng địa phương, Babirusa có nghĩa là hươu lợn. Chúng thuộc loài lợn rừng được tìm thấy ở đảo Sulawesi thuộc Indonesia. Lợn hươu Babirusa thường sống trong các bụi cây trong rừng rậm nhiệt đới và các bụi lau sậy cũng như bên bờ các dòng sông và hồ nước. Lợn hươu Babirusa hầu như không có lông. Lớp da lốm đốm màu nâu và xám tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ngụy trang ẩn nấp. Loài lợn này sở hữu cặp nanh cong và lớn đến mức chúng phát triển từ 15 đến 20 cm, vượt qua cả phần đỉnh của mõm. Còn hai chiếc răng nanh trên sống mũi còn được gọi là ngà. Nếu như những chú lợn Babirusa này không tự mài những chiếc răng nanh này thì theo tự nhiên, những chiếc răng nanh này sẽ dài ra, cong lên và vô tình đâm thủng vào hộp sọ của chúng. Những chiếc răng nanh mọc khác thường này có thể gây nguy hiểm cho sự sinh tồn của chính chúng. Nếu những chiếc răng tiếp tục phát triển, chúng có thể uốn cong ngược trở lại và đâm thẳng vào não của chúng. Những con lợn Babirusa đực dùng những chiếc răng sắc khỏe để làm vũ khí hạ gục tình địch khi muốn giữ bạn tình vào mỗi mùa sinh sản. 2. Rắn. Rắn ăn rắn là chuyện khá phổ biến, nhưng có lẽ rắn tự ăn mình là câu chuyện kỳ dị khiến nhiều người sửng sốt. Cùng với đó, khi đi săn, mùi của con mồi đôi khi sẽ bám vào phần đuôi của chúng. Khi đánh hơi thấy mùi này, nó cũng sẽ nghĩ đó là con mồi và ăn ngấu nghiến nó. Rắn có bộ não nhỏ và chúng thiên về phản xạ hơn là tự chủ trong hành động, nên thường không ý thức được các hành động của mình. Cho tới khi nhận ra chính bản thân đang tự ăn mình thì đã quá muộn. Phần nọc độc dù nhỏ của chính con rắn cũng đủ khiến nó phải bỏ mạng. Tiến sĩ Ajit Vakki thuộc Trường Đại học California, Mỹ cho biết, loài rắn ăn đuôi mình là hành động phản xạ hiểu lầm. Chúng không hề muốn tự sát như nhiều người vẫn nghĩ. Giải thích điều này, tiến sĩ Vakki cho biết, để thu hút con mồi, một số loài thường vẫy đuôi để bẫy mồi. Do hạn chế về tầm nhìn, chúng thiên về phản xạ nhiều hơn. Do đó, hành động vẫy đuôi khiến chúng lầm tưởng đó là con mồi và dẫn đến hành động nuốt đuôi của mình. Nọc độc chúng sở hữu lúc này trở thành vũ khí khiến chúng tự giết mình. Trường hợp của loài rắn cây nâu Australia. Nguyên nhân thứ hai khiến loài rắn nhai đuôi theo giải thích của chuyên gia thuộc Viện Smithsonian, Mỹ, đến từ tập tính săn mồi theo khả năng định vị mùi của loài rắn. Khi đi săn mồi, ở nơi mà chúng trườn qua có mùi con mồi vô tình bám vào đuôi của chúng. Do hạn chế về tầm nhìn nên chúng tưởng đó là con mồi ngay cạnh. Theo phản xạ, chúng nhanh chóng nhai phần đuôi mà chúng tưởng là con mồi béo bở. 3. Cừu núi Angali. Những cặp sừng hoang dã này được coi là một trong những cặp sừng lớn nhất thế giới. Chúng có thể nặng hơn 45 kg và trông khá đáng sợ nếu bạn nhìn vào cặp sừng hình xoắn ốc to khỏe của chúng. Cặp sừng này được loài cừu sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ săn mồi và chiến đấu để tranh giành bạn tình. Một con cừu núi Angali bị chính cặp sừng xoắn ốc của nó đâm chết. Hình ảnh chẳng khác nào một màn tự sát đầy đau đớn, khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Trong tự nhiên, có rất nhiều loài động vật tiến hóa ngoại hình và tập tính sinh hoạt kỳ dị chỉ để phòng ngừa, ngăn chặn kẻ thù. Cừu núi Angali là một trong số đó. Một nhiếp ảnh gia chụp được khoảnh khắc rợn người khi một con cừu núi Angali bị chính cặp sừng xoắn ốc của nó đâm chết. Hình ảnh chẳng khác nào một màn tự sát đầy đau đớn khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Theo tìm hiểu, cừu núi Angali còn được gọi là cừu đầu to, phân bố chủ yếu ở các cao nguyên Trung Á. Đây cũng là loài cừu lớn nhất trên thế giới. Đúng như cái tên, cừu Angali nổi tiếng với phần đầu rất to, bộ xương xoắn ốc của chúng. Xương của con cái rất nhỏ và thường không xoắn nổi, thế nhưng xương của con đực thì lại khác. Vì phải sử dụng xương để tự vệ và cạnh tranh với những con đực khác, xương của cừu Angali đực rất cứng và nhọn. Những con hươu hoang dã đôi khi rất bi thảm khi những chiếc xương vốn được coi là vũ khí tự vệ mạnh mẽ có thể khiến con vật chết dần chết mòn và đau đớn khi càng lớn tuổi, càng có nhiều khả năng sừng của chúng sẽ bắt đầu mọc sai hướng, kết thúc cuối cùng xuyên qua khuôn mặt chúng từ từ và đau đớn.
nó sẽ xâm nhập ngày càng sâu hơn cho đến khi chúng bị nhiễm trùng. Dù sao thì bạn cũng hiểu rằng sự tiến hóa là một điều khá tàn nhẫn mà chúng ta nên chia buồn với cừu tội nghiệp này. 4. Cừu. Sự can thiệp của con người không phải lúc nào cũng thành công. Trong nhiều thế kỷ qua, con người đã tạo ra các giống loài có lợi cho nông nghiệp và nó đã gây ra khá nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi nhắc đến cừu. Những con cừu hoang dã vẫn bị mất phần lớn lông cừu hàng năm. Vì vậy, những con cừu được lai tạo để lấy lông cừu luôn mọc lại quanh năm mà không có, và nếu bạn không cắt tỉa chúng kịp thời thì lông cừu rất dài và điều đó làm cho nó trông rất tệ. Khi thời tiết quá nóng dẫn đến nhiệt độ tăng cao và nếu một con cừu có lông dài mà không được cắt tỉa thì tất cả các loại ký sinh trùng phát triển mạnh dưới các nút này. Côn trùng gây ngứa không thể chịu nổi, làm phiền cừu và khiến chúng liên tục cọ vào hàng rào cây và chống lại mọi thứ mà nó gặp phải trong những trường hợp như vậy. Cừu có thể bị rách bên hông cho đến khi chảy máu. Đây là cách trực tiếp gây ra nhiễm trùng và nhiễm trùng huyết. Trong trường hợp nghiêm trọng, nếu cừu có quá nhiều lông, chúng cũng có thể chết. Vì vậy, tỉa lông cừu thường xuyên là một điều nhất thiết phải làm. 5. Lừa. Đây là một thực tế nghe có vẻ vô lý, nhưng nó hoàn toàn thuyết phục. Đó là lừa cần làm móng. Mình không hề nói đùa đâu. Giống như loài ngựa, hầu hết các con lừa đều cần cắt móng guốc theo những khoảng thời gian nhất định, thường là 6 đến 10 tuần một lần. Tôi tự hỏi, những con lừa hoang dã đã đối phó với điều đó như thế nào? Để tồn tại trong môi trường hoang dã đã là một điều quá khó khăn, vì thiên nhiên quá đỗi khắc nghiệt, không ngừng cho chúng những thử thách chết chóc. Ngay cả những nơi an toàn nhất có thể trở nên nguy hiểm nếu như nhiệt độ giảm xuống. Thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào chúng đi lại được trên băng và giữ thăng bằng như thế nào. Về mặt này, chúng ta biết cách giữ thăng bằng ngay cả trên những bề mặt rất trơn trượt. Cộng với việc chúng ta đã phát minh ra dây thừng, thuyền bè và những thứ hữu ích khác mà chúng ta có thể sử dụng chúng để đưa bất kỳ con lừa nào ra khỏi bẫy. 6. Nai sừng tấm. Giữa đêm tối, hai con nai sừng tấm lao vào quyết chiến để tranh giành tình cảm của con cái ở vườn quốc gia Yellowstone ở miền Tây nước Mỹ. Đoạn video về cuộc đấu quyết liệt, kịch tính trong đêm tối giữa hai con nai sừng tấm đực. Trong video được quay lúc nửa đêm cho thấy, hai con nai sừng tấm lớn đang giơ những chiếc gạc về phía nhau và cố gắng đưa đẩy đối thủ. Mặc dù trông có vẻ bạo lực, nhưng nai sừng tấm hiếm khi bị thương từ những trận đấu như vậy. Chúng chỉ dừng lại cho đến khi một trong hai con đầu hàng. Đoạn phim được công bố với mục đích cảnh báo mùa sinh sản của nai sừng tấm đã bắt đầu, gia tăng mối nguy hiểm đối với du khách ghé thăm vườn quốc gia này khi các con động vật trở nên hung dữ hơn đối với sự hiện diện của con người. Do đó, cơ quan quản lý cảnh báo du khách nên đứng xa nai sừng tấm ít nhất 2-3 mét khi bắt gặp chúng. Mùa giao phối của nai sừng tấm bắt đầu từ tháng 8 và kéo dài cho tới tháng 10. Lúc này, các con đực thường có xu hướng đánh nhau để thể hiện sức mạnh, thu hút sự chú ý của con nai sừng tấm cái và lôi kéo nó tách ra khỏi con đực đầu đàn, dẫn đầu một đàn khoảng 30 con. 7. Hải tiêu. Xuất hiện khắp các đại dương và thường sống bám vào thân tàu hoặc các vật thể khác như đá hoặc san hô. Hải tiêu dễ dàng làm chúng ta lầm tưởng đó là một loài thực vật với màu sắc hết sức đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, bạn đừng để diện mạo hiền lành của nó đánh lừa. Hải tiêu được coi là loài động vật khá rùng rợn bởi chúng tự ăn não của mình trong quá trình phát triển. Thực chất, đó là quá trình sinh trưởng từ hải tiêu non với hình hài khá giống với nòng nọc, có đầy đủ mắt, não và đuôi. Đến khi gắn cơ thể cố định vào một mặt bám và tiêu biến tất cả các bộ phận, chỉ còn lại một đốt thần kinh. Có hải tiêu khi sinh sản từ thân mọc ra một mầm non, mầm này lớn dần lên rồi rời khỏi thân mẹ, phát triển thành một cơ thể mới. Đó là mầm sinh thực của hải tiêu. Có hải tiêu lại sinh sản hữu tính. Khi đó hải tiêu lưỡng tính, trứng và tinh trùng không chín đồng thời nên không thể tự thụ, đành phải đi lại với con hải tiêu khác. Các bạn thân mến, như vậy là video của Mê Khám Phá đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có ấn tượng như thế nào về những loài động vật, những bộ phận động vật nguy hiểm mà Mê Khám Phá vừa chia sẻ ở trên? Hãy comment để chúng mình cùng biết nhé. Và cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video hay nhất, mới nhất và thú vị nhất của Mê Khám Phá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!